các bác. Thì giờ này em sẽ thay cái kính sapphire cho cái mặt kính cái đồng hồ này. Đấy, khách yêu cầu thay kính sapphire, đây là kính thường. Đó, thì em sẽ tháo ra để thay cho khách. Và khách yêu cầu là thay sapphire xịn. Sapphire xịn. Các bác. Đây, trước tiên là mình phải tháo cái máy ra, lắp cho nó an toàn cho khách. Đó, khi lắp này mình nên tháo máy ra các bác nhé. Đấy, chứ không nên để như này. Sau đó là mình sẽ gõ cái thớt này ra này. Gõ cái thớt này ra để tháo mặt kính ra, lắp cho nó tháo đều bốn bên nhé. Em chưa bậy mội vội đâu. Em cứ tháo đều bốn bên đây. Cái video của em không có cắt ghép gì đâu. Này, các bác xem trên mạng các bác thấy đều cắt ghép ghép ấy, đúng không? Và em đều không được bằng tay đâu các bác ạ. Đó. Tháo đều hết. Đó. Rồi, xong rồi em sẽ đẩy nó ra nhé. Ây da. Đó. Già này các bạn. Đây là kính thường. Đây các bác nhìn thấy cái gáy của nó xanh xanh là kính thường. Thấy chưa? Rồi em sẽ bỏ ra ngoài. Và em sẽ vệ sinh lại hết cái keo. Keo cũ ở cái vỏ này đi, dính vỏ này. Đấy, mình vệ sinh hết cái keo cũ đi nhé các bác. Này mất một ít thời gian, nhưng mà càng tỉ mẩn bao nhiêu thì càng tốt cho khách bao nhiêu. Đấy, xong đến được cái vỏ. Bác nào cần liên hệ với em, các bác vào Zalo nhé. Phía trên Zalo chỉ tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại này vào ra Zalo của em, các bác nhắn tin giúp em, các bác đừng gọi nhé. Khi nào rảnh em sẽ phản hồi lại cho các bác. Keo này nó là keo dẻo các bác, nên là nó bám rất là chắc, để nó chịu nước tốt đấy, nên là bám rất là chắc. Và đó là mình khi mình lấy ra là mình cũng phải cạo hết nó ra. Đó. Đó, sau đó là cho vào trong. Đó, xử lý keo bên trong. Đó, vì nó trôi hết vào trong rồi các bác. Đó, nó trôi vào trong thì mình phải xử lý hết. Càng kỹ bao nhiêu càng tốt cho khách bấy nhiêu. Đấy, các bạn thấy keo rất là nhiều các bạn. À. Xong rồi lấy cái bàn chải đánh răng bỏ đi, đánh cho nó sạch hết cái các bạn. Đấy, đánh cho nó sạch hết những cái bẩn này đi thì thôi. Rồi, sau khi để xong thì em sẽ để vào đây. Đây cái kính này, kính sapphire. Còn đây là kính tráng sapphire này. Đó các bạn, khác nhau hoàn toàn nhé. Để tráng sapphire, đây là kính sapphire. Đó, rồi em sẽ kiếm một cái căn để lắp vào. Đây, cái căn để lắp vào. Cái căn này nó có hai mặt nên mình phải để ý chỗ này. Cái căn này đang bị giãn này. Đang bị giãn này các bạn em. À, đang bị giãn góc. Mình sẽ cố gắng lựa khéo lắp vào xem còn lắp được nữa không. Còn nếu mà nó giãn quá nhiều rồi thì rất là khó lắp vào. Đấy, đây này các bác này. Đấy, đang bị giãn đây này. Đấy, mình sẽ lựa thật khéo vào để lắp vào. Đây này. Đấy.
đó, đây, các bạn thấy nó đẩy như thế ha, nó đẩy rất là nhiều đúng không? Em sẽ chuyển sang cái góc khác để em đẩy vào, may ra là được. Đây, nó vẫn bị thấy này các bạn, nó bị kéo giãn này, thấy không? Đó. Đấy, sau khi em đã ấn miết khéo xung quanh để cho nó co giãn đều, thì kết quả cuối cùng thì nó cũng đã vào rồi. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái kính này ra để lắp. Ok. Đây, các bạn thấy cái kính giám sát này. Đấy, nó có cái gáy của nó màu trắng. Đấy, và đây nó có chữ sapphire. Rồi, ở phía trên nó báo hiệu cho mình là cái mặt trên ấy là kính sapphire. Đó. Nó dán chữ sapphire ở trên đấy các bạn. Đấy, mình sẽ đặt nó vào. Mình ép khéo vào để cho nó vào. Này cần khéo léo nhá, cái này cần sự khéo léo các bạn. Này ép vào là không phải là ép xong là xong đâu. Bởi vì là khi mình ép xong mình còn phải gắn keo nữa thì nó mới chịu uống nước, chứ ép không chịu uống nước đâu các bác. Đó. Mình phải nhìn xung quanh nhé. Phải nhìn xung quanh xem nó được chưa. Đó, nếu chưa được, chưa ổn ấy, thì là mình lại phải chỉnh cái này mất khá lâu. Đó. Bởi vì cái căn này của nó đang bị cái như các bác nhìn thấy vừa nãy, nó phì đấy. Thế là nó lắp vào khá là khó, đúng không ạ? Lắp vào khá là khó. Đó. Đó. Đó, đây em sẽ để vào đây và em sẽ đánh keo. Keo hai thành phần để gắn. Đánh keo thì mình sẽ đánh riêng ra ngoài các bác nhé. Đánh riêng ra ngoài thì nó không bị ảnh hưởng gì đến cái đồng hồ cả. Đó, mình sẽ lấy một cái một nửa để trộn lên. Rồi, ok. Ôi, xong rồi cất keo luôn đi. Để tránh nó chảy ra. Rồi, tay em sẽ để vào giữa này. À, bên bôi. Bôi đều xung quanh các bạn. Cái keo này mình nên nhiều một tí để cho nó thoải mái keo. Bởi vì là khi mình gắn vào ấy, khi mình lắp vào nó còn có cái đi vòng đinh nữa, thì keo này nó có tác dụng gắn luôn cả cái vòng đinh luôn. Đó. Đó. Gắn luôn cả cái vòng đinh các bác ạ. Đó, rồi thừa thì em sẽ chấm vào bốn góc thừa keo ấy, để chấm bốn góc luôn để nó bám chắc cái vòng đinh vào đây. Đấy, sau khi xong thì em sẽ lấy cái bàn ép, em ép thôi, rất đơn giản thôi, đúng không? Cái bàn ép cổ của em ấy từ bao nhiêu năm nay rồi, 30 năm nay rồi. Đó, rồi nó có một cái gáy này các bạn, gáy có cái kính ngưỡng ấy, thì mình sẽ lắp vào bên này. Đó. Rồi, để đây. Ở đây là bạn ép. Đấy. Rồi em sẽ đặt nó vào bốn cái mấu này các bác, mấu này. Đó, để cho nó vào cái vòng đinh này. Đó, mình sẽ ngửa lên. Để lắp cho nó chuẩn và cho cái keo nó không bị rơi vào trong. Đó. Và tranh thủ em lắp luôn cái đáy vào, vặn luôn cái đáy vào để khi mình ép xuống thì cái đáy này nó giữ luôn máy cũng được. Thôi em chả cần ép đáy nhé, em cứ để đây, em dùng cái bàn ép to cũng được, kiểu gì cũng được các bác nhé, miễn sao mình làm mà hiệu quả là được. Đó. Rồi,
sẽ ép xuống. Bây giờ mình giữ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ phải nhìn nghiêng, vừa nghiêng vừa ép xuống. Cho nó chuẩn chưa? Đó. Nó chưa chuẩn thì mình phải điều chỉnh nhá, như này. Nó chưa chuẩn thì mình phải chỉnh các bạn. Đó, ok, em thấy chuẩn rồi đấy thì em sẽ bắt đầu ép. Đó, ép vào mình nhìn xung quanh. Ok chưa? Đó, khi mà ok nó khít với nhau. Nó khít với nhau này là ok. Đó, chuẩn. Thì mình bắt đầu mình sẽ nới ra. Nới ra để mình bỏ ra. Cái cảm giác ở tay cũng quan trọng lắm các bác nhé. Đấy, cái này không thể nhìn thấy được nhưng mà cái cảm giác ở tay ấy thì làm quen thì làm nhiều thì nó sẽ quen tay thôi. Đó. Sau đó em sẽ lau luôn cái keo đi các bạn. Lau luôn cái keo đi. Đó, cho nó sạch luôn. Đấy, và cái việc mình lau này vừa lau mình phải vừa quan sát xung quanh xem nó đã chuẩn khít chưa. Đó, rất quan trọng các bạn. Khi nào cảm thấy chuẩn khít rồi thì ok. À, nếu mà chưa cảm thấy chuẩn khít nhé, nếu mà trong trường hợp chưa chuẩn khít mình lại tiếp tục như này, mình tiếp tục vào. Đó. Và lại mình lại ép như bình thường tiếp, đây lại ép như bình thường tiếp như vừa nãy mình làm như nào thì bây giờ mình ép lại một lần nữa như thế. Đó. Nếu mà cảm thấy không yên tâm đó, thì mình lại đặt vào đây, cố định vào đây, mình ép tiếp cho cái mặt kính nó đều hơn. Đó. Đấy, nếu lần một chưa được thì mình sẽ ép lần hai và mình cũng nới tay như thế, cảm giác tay như thế. Đấy, cho nó chuẩn hơn. Đấy, sau đó là mình nới ra. Đấy. Đấy, sau đó cái này mình ra lắp vào như cũ được các bác, mình cất đi và ép, cái ép xong mình sẽ cất gọn vào, em sẽ cất gọn vào. Đấy, và lại xử lý tiếp cái này. Đó, thế là em đã lắp xong rồi đấy. Bây giờ chỉ đợi nó khô. Khô và dùng cái keo, cái nước rửa kính clear này các bác. Nước rửa kính này, phi cho lên lau sửa là sạch luôn các bác. Thế là xong rồi các bác. Rất đơn giản thôi. Rồi, chào các bác.